Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các quý cô tuổi Đinh Mão. Chúc các quý cô có một năm bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các quý cô đón xem tử vi tuổi Đinh Mão 1987 năm 2022 nữ mạng, chi tiết chính xác nhất về các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, tử vi từng tháng trong năm 2022, mời các quý cô cùng theo dõi. Tử vi tuổi Đinh Mão 1987 năm 2022 nữ mạng. Tử vi tuổi Đinh Mão 1987 năm 2022 diễn ra như thế nào? Nhìn chung thì tổng thể vận trình của những người cầm tinh con mèo sinh năm 1987 tương đối lạc quan. Trong năm 2022, đường tài lộc của người tuổi Đinh Mão sẽ không bị quấy dày bởi chính tài quá nhiều. Người tuổi Đinh Mão may mắn sẽ được Thái Dương và Thanh Long phù trợ trong năm Dần, nên những người cầm tinh con mèo tương đối giàu có. Bản mệnh có cơ hội làm nên một gia tài, nhưng bạn không nên quá tự hào về điều đó. Nhiều người tuổi Đinh Mão cũng sẽ gặp phải hung tinh trong năm Nhâm Dần. Ví dụ, hàm trì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển hôn nhân và tình yêu của người tuổi Mão. Mặt khác, thiên không mang đến những tổn hại về sức khỏe cho những người sinh năm 1987. Cho nên những người tuổi Đinh Mão nên chú ý hơn đến hai khía cạnh này. Sự nghiệp. Vận trình tài lộc của những người sinh năm 1987 tương đối lý tưởng trong năm Nhâm Dần. Với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Thanh Long, năm Dần rất được lòng tuổi Mão. Con giáp này thường có thể gặp được nhiều bạn bè giàu sang quyền quý trong đời. Đặc biệt là về sự nghiệp, do có quý nhân xuất hiện nên sự phát triển công việc của bạn cũng có thể lên một mức cao hơn. Thậm chí người tuổi Đinh Mão còn có cơ hội tăng lương, thăng chức. Vì vậy, người tuổi Mão nên tận dụng tốt sức mạnh của Thanh Long trong năm nay, đồng thời nỗ lực mở rộng hơn nữa các mối quan hệ và giao tiếp xã hội. Tình cảm. Tử vi tuổi Đinh Mão 1987 nữ mạng cho hay vận trình tình cảm của người cầm tinh con mèo này có thể gặp chút gập ghềnh. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh hàm trì, năm nay dao động tình cảm của đối tượng tương đối lớn. Mối quan hệ của bạn và người ấy có thể trở nên căng thẳng và sóng gió do vướng phải vận đào hoa vượng. Không chỉ vậy, một số người tuổi Mão còn phải chịu đựng sự dày vò của những mối quan hệ yêu xa. Điều này khiến mối quan hệ của bạn khá trắc trở. Tài vận của những người độc thân có thể tương đối tốt hơn, nhưng suy cho cùng thì hàm trì lại tác động lại mạnh mẽ hơn. Phẩy. Những người tuổi Đinh Mão có thể không thích hợp với tình yêu đơn phương trong năm nay. Bản mệnh nên tập trung nhiều hơn vào đấu tranh sự nghiệp và kiếm tiền. Tài lộc. Với sự trợ giúp của các tinh Thanh Long, những người tuổi Mão 1987 sẽ phát triển rất tốt trong năm Nhâm Dần 2022. Năm nay, bạn sẽ có thể kiếm được rất nhiều tiền, bất kể là chính tài hay thiên tài. Tài lộc của con giáp này do sự nghiệp thúc đẩy nên người tuổi Mão có nguồn thu nhập rất ổn định. Thậm chí người tuổi Mão sinh năm 1987 có thể nhận được phong bao lì xì hoặc quà tặng từ công ty. Về phần tài lộc thì người tuổi Mão có thể kiếm tiền một cách dồi dào. Sự chăm sóc của thần tài mang đến những cách tốt để tích lũy của cải. Và bản mệnh có thể tích lũy rất nhiều của cải trong năm Nhâm Dần. Trong năm 2022 có dấu hiệu tài lộc khởi sắc rõ rệt. Ngoài khoản tiền lương chính thức, bạn còn có thêm khoản tiền thưởng, hoa hồng, quà tặng, tổng thu nhập trong năm khá lý tưởng. Tình hình kinh doanh, buôn bán vô cùng khả quan. Bản mệnh có thể mở rộng và đẩy mạnh việc kinh doanh. Doanh thu đạt được tăng gấp nhiều lần so với trước đây. Có điều, trong năm nhiều khoản chi tiêu, người tuổi Đinh Mão cần lập kế hoạch chi tiêu cụ thể để không bị thâm hụt quá nhiều mà vẫn còn khoản tiền dư tích lũy cho những dự định quan trọng. Trong năm vẫn có điểm báo hao tài, bản mệnh quản lý tiền của chặt chẽ, đề phòng bị trộm cắp bất ngờ. Bên cạnh đó, khi ra ngoài hạn chế mang theo nhiều đồ đạc quý giá, tránh bị kẻ gian nhòm ngó. Sức khỏe. Theo tử vi tuổi Đinh Mão 1987 năm 2022 nữ mạng thì sức khỏe của con giáp này rất nghiêm trọng trong năm Dần. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh thiên không, người tuổi Mão có thể gặp nhiều xui xẻo. Bản mệnh không những có thể lực kém mà còn thường xuyên ốm đau, sốt liên tục. Thậm chí những người tuổi Đinh Mão có thể gặp những tai nạn ngoài ý muốn. Vì vậy, lời khuyến cáo những người cầm tinh con mèo sinh năm 1987 nên cẩn thận hơn về ảnh hưởng của thiên không trong năm nay. Đừng để sao hung tinh này gây nguy hiểm cho sự an toàn của bản thân. Trong năm 2022 Nhâm Dần, quý bạn nữ mạng sinh năm 1987 Đinh Mão, 36 tuổi bắt gặp hạn tán tận. Gia chủ gặp gỡ hạn tán tận dễ hao tài, ngộ chúng.
Trường hợp đi đường mà có mang theo đa dạng tiền hoặc đồ trang sức dễ bị cướp giật và nguy hiểm đến tính mạng. Quý bạn chớ có hùn hạp hay khai thác lâm sản, ắt bị tai nạn lâm nguy. Với những người trong năm gặp hạn toán tận thì cần thực hiện theo những điều sau. Thứ nhất, tuyệt đối không mang nhiều tiền bạc của cải khi đi đường, dù cho là đi làm ăn, đi chơi, đi du lịch hay bất cứ đâu. Như vậy không những tránh được hạn cướp bóc, giảm hao tài, mà còn không bị nguy hiểm tới sức khỏe cũng như tính mạng của mình và mọi người trong gia đình. Thứ hai, trong làm ăn thì tuyệt đối không thực hiện những việc liên quan đến lâm sản, tốt nhất là không nên chung vốn làm ăn. Kẻo sẽ bị tai nạn, cũng sẽ bị tiêu hao tiền bạc, sức khỏe. Thứ ba, luôn luôn cẩn trọng trước mọi việc, vì năm nay sẽ có tai họa ập đến bất ngờ. Không nên xem thường bất cứ nguy cơ nào cả. Thứ tư, không uống rượu bia khi tham gia giao thông hoặc làm các công việc liên quan tới máy móc nguy hiểm. Nếu công việc của các bạn thuộc lĩnh vực nguy hiểm thì cần đề phòng tai nạn lao động, nên sử dụng bảo hộ lao động và cẩn thận khi tham gia giao thông. Thứ năm, hạn chế đến những nơi rừng thiêng nước độc cũng là một cách giải hạn toán tận. Hạn chế ra khỏi nhà lúc mưa năng thất thường, đề phòng bị cảm mạo hay bệnh tật trúng gió. Hung cát. Tử vi tuổi Đinh Mão 1987 năm 2022, nữ mạng tổng thể tài vận chỉ nằm ở mức bình thường. Trong năm Nhâm Dần, những người tuổi Mão không bị ảnh hưởng bởi thái tuế nên ổn định hơn rất nhiều so với những con giáp khác. Đặc biệt với sự giúp đỡ và che chở của Thái Dương và Thanh Long, sự nghiệp, tài lộc và nhân duyên của người tuổi Đinh Mão phát triển tương đối mạnh mẽ. Tuy nhiên, về vấn đề sức khỏe, bản mệnh nên cẩn thận hơn trong việc phá hoại, hàm trì, và thiên không. Đừng để hai sao dữ này gây nguy hiểm cho sự phát triển tài lộc của bản thân. Tử vi từng tháng. Tử vi tuổi Đinh Mão năm 2022, nữ mạng từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1. Người tuổi Mão 36 tuổi có tài lộc rất dồi dào trong tháng đầu tiên của năm Dần. Được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực của tháng Tết, nhiệt huyết của những người tuổi Mão tương đối cao trong tháng này. Bất kể những người sinh năm 1987 làm gì trong cuộc sống, bạn đều tràn đầy tinh thần chiến đấu và niềm đam mê, cho nên mọi việc thường dễ dàng hơn. Bản mệnh nhận được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực. Tháng 2. Vận trình tình cảm của người tuổi Mão 1987 rất sa sút trong tháng 2 này. Do bị ảnh hưởng bởi hung tinh, hàm trì, một số người tuổi cầm tinh con mèo có đối tượng có thể buộc phải sống xa bạn đời vì một số lý do, ngoài sự xâm phạm của đào hoa tàn. Người tuổi Đinh Mão và nửa kia có thể buộc phải sống xa nhau. Lòng tin không còn, đôi bên thường nảy sinh nghi ngờ lẫn nhau khiến tình cảm riêng tư trở nên sóng gió hoặc có khả năng tan vỡ. Tháng 3. Đối với những người tuổi Đinh Mão 1987 còn độc thân, diễn biến tình cảm của bạn trong tháng này cũng tương đối ỉ ạch. Khi sức mạnh của hàm trì tiếp tục ảnh hưởng đến sự phát triển của tình yêu và hôn nhân. Nhiều người cầm tinh con mèo sinh năm 1987 còn độc thân có thể bị vướng bởi đào hoa xấu trong tháng này. Đặc biệt người tuổi Mão có thể gặp phải một số hung tinh và người khác phái trong tháng này. Điều này khiến bản mệnh rất xấu hổ và thất vọng trong các mối quan hệ của mình. Vì vậy, con giáp này hãy cố gắng đừng để xảy ra chuyện tình cảm đơn phương trong tháng này. Đặc biệt là khi kết bạn với người khác giới, hãy luôn tỉnh táo, cảnh giác và đừng quá cả tin. Tháng 4. Tổng thể về phương diện tài lộc của người tuổi Đinh Mão chỉ ở mức trung bình trong tháng này. Người tuổi Mão không bị các hung tinh quấy rầy trong tháng này, nên vận trình tài lộc hầu hết đều ở trạng thái tương đối ổn định. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tiết thanh minh nên bản mệnh có thể không có vận trình tinh thần lý tưởng trong tháng này. Điều này khiến những người sinh năm 1987 dễ bị phân tâm hoặc lơ đễnh trong công việc. Và tài vận của bạn có thể sẽ dậm chân tại chỗ khi bị ảnh hưởng bởi trạng thái này. Tháng 5. Người tuổi Mão đã 36 tuổi có những mối quan hệ xã giao được cải thiện trong tháng này. Được sự trợ giúp của sao may mắn, Thanh Long, vận trình các mối quan hệ của người tuổi Mão trong tháng này vô cùng tốt đẹp. Bản mệnh may mắn gặp được nhiều quý nhân trong đời. Đặc biệt một số người tuổi Mão làm ăn buôn bán có cơ hội gặp được quý nhân phù trợ đều rất lớn. Nếu có thể nhân cơ hội này để mở rộng quan hệ xã giao, thì sự phát triển sự nghiệp của bạn cũng dự kiến có thể bứt phá hơn nữa với sự giúp đỡ của quý nhân. Tháng 6. Vận trình sự nghiệp của tuổi Mão 1987 cũng rất tốt trong tháng này. Trong tháng đang chịu ảnh hưởng của Thái Dương, ngôi sao may mắn, tháng này người cầm tinh con mèo có rất nhiều cơ hội việc làm. Đặc biệt một số người tuổi Mão làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước có cơ hội được điều động đi công tác nơi khác vì được công ty ưu ái.
Nếu bạn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ công ty giao phó thì tháng này người tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến và có cơ hội được thăng chức lên cấp trên. Tháng 7. Tử vi tuổi Đinh Mão 1987 năm 2022 nữ mạng cho hay vận trình tài lộc của những người này khởi sắc đáng kể trong tháng này. Được sự trợ giúp của cát tinh Thanh Long, người tuổi Mão sinh năm 1987 rất giàu có trong tháng này. Vận may của bạn đã hoạt động khá tốt. Về thu nhập tài chính, bản mệnh có được cơ hội được tăng lương do phát huy tốt những khả năng mình có tại công ty. Ngoài ra, rất may mắn bạn có thể thu được nhiều lợi nhuận nhờ quản lý tài chính. Tuy nhiên, mặc dù tháng này người tuổi Mão phát triển rất tốt nhưng bạn cũng không nên chi tiêu quá tay trong cuộc sống hàng ngày. Nếu không sẽ dễ ảnh hưởng đến tài lộc. Tháng 8. Vận trình sức khỏe của người tuổi Đinh Mão giảm sút đáng kể trong tháng này. Do bị ảnh hưởng bởi hung tinh thiên không và ảnh hưởng của thời tiết khô và nóng, một số người tuổi Mão có thể gặp một số khó chịu hoặc chóng mặt về thể chất trong tháng này. Đặc biệt, ăn quá nhiều thức ăn sống và đồ lạnh có thể làm trầm trọng thêm tình trạng dạ dày của những người cầm tinh con mèo. Vì vậy, các bạn cầm tinh con mèo trong tháng này nên chú ý giữ gìn sức khỏe bản thân. Đồng thời trong khẩu phần ăn hàng ngày phải đều đặn, thường xuyên, không nên ăn quá no hoặc ăn quá nhiều đồ lạnh nếu không sẽ làm sức khỏe của bạn đi xuống. Tháng 9. Vận trình tài lộc của người tuổi Đinh Mão 1987 trong tháng 9 khá tốt. Tại thời điểm này, mối quan hệ giữa người tuổi Mão và gia đình của bạn đã giảm bớt căng thẳng. Công việc của người tuổi Mão trong tháng này tương đối dễ dàng và bạn có nhiều thời gian hơn để đồng hành cùng gia đình. Vì vậy, thông qua giao tiếp hàng ngày, bản mệnh có thể tạo nên những bước tiến mới trong mối quan hệ gia đình. Mọi người đều quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau, gia đạo rất hòa thuận. Tháng 10. Người tuổi Mão bước sang tuổi 36 sẽ có nhiều cải thiện về vận trình tình cảm trong tháng này. Với sự phù hộ của các cát tinh, một số con giáp tuổi độc thân sẽ tỏa sáng trong tháng này. Thậm chí họ sẽ có rất nhiều cơ hội để thoát khỏi cảnh độc thân. Vì vậy, nếu những người tuổi Đinh Mão đang có ý định yêu, bạn cũng có thể thử xem. Biết đâu bạn thực sự có thể gặp được định mệnh của chính mình. Tháng 11. Khối lượng công việc của người tuổi Đinh Mão 1987 trong tháng này tăng lên đáng kể. Năm mới đang đến gần, công ty sẽ giao nhiều nhiệm vụ và công việc hơn cho người cầm tinh con mèo. Do đó, người tuổi Mão 36 tuổi có vẻ bận rộn trong tháng này. Theo đó, bạn cần phải giải quyết nhiều công việc tẻ nhạt. Điều này có thể khiến những người tuổi Mão hơi nóng nảy nhưng suy cho cùng đó là nhiệm vụ được sếp giao cho bạn. Bản mệnh không nên cáu gắt quá mà nên đối xử tốt với công việc, điều chỉnh tâm lý và làm việc chăm chỉ. Tháng 12. Về phương diện tài lộc của những người tuổi Đinh Mão 1987 có thể sẽ sa sút hơn trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi thời điểm cuối năm, một số người cầm tinh con mèo có thể bắt đầu chuẩn bị hàng Tết. Việc này cũng đòi hỏi bạn phải chi tiêu khá nhiều, vì thế mà người tuổi Mão có thể sẽ gặp một số rắc rối về tài chính do quá tay do chi phí trong tháng này. Xin chào và hẹn gặp lại!